Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604 ạ. Hiện tại là buổi tối của ngày 17 tháng 5 năm 2023. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em cập bến ngập nhà đủ những cái mặt hàng kg ạ, rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần đẹp. Những cái phần lan với cái giá rất là rẻ để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có nhé. Đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng Mỹ Dung Dạ Hương cô chú anh chị nhé. Cái dòng Mỹ Dung Dạ Hương, một cái loại lan có khuôn bông hoa bầu tròn màu trắng và rất là thơm, và đặc biệt là thơm vào buổi tối cô chú anh chị ạ. Mỹ Dung Dạ Hương với giá em bán là 180.000 cho 1 kg nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan Mạc Xuân, hay còn gọi là một Mạc Quân Tử, một cái dòng lan mang vẻ đẹp trang nhã rất là tuyệt vời đấy ạ. Cô chú anh chị về trồng có thể bắt những cái mặt hoa sổ số rất là giá trị luôn. Em bán với giá là 90.000 cho 1 kg. Và cái dòng Mạc Xuân này thì rất là dễ trồng, dễ chăm ở mọi vùng miền, cực kỳ là dễ sống. Cô chú anh chị có thể trồng ở những cái khoảng đất trống ạ. Cây sẽ mọc và cho những cái cần hoa thơm ngát rất là đẹp luôn, và nở vào thời điểm Tết nhé cô chú anh chị nhé. Sau bên này đây sẽ là cái dòng địa lan Mạc Thu ạ. Dòng Mạc Thu, hình như đâu đây là em thấy là cây đã bắt đầu là chuẩn bị cho nụ, cho mùa nụ ở mùa thu tới này rồi đấy ạ. Mạc Thu ạ, em bán với giá sẽ là cũng là 90.000 cho 1 kg nhé. Tiếp sang bên này đây ạ, em có cái dòng lan Đùi Gà Tròn của vùng Cao Bằng ạ. Dòng Đùi Gà Tròn của vùng Cao Bằng em đã cắt tỉa rất là kỹ luôn rồi ạ. Cái hàng vừa qua mùa hoa xong, và cũng là cái mùa mầm chồi tơ mới bắt đầu lên cô chú anh chị này, nên là cái tầm ghép rất là tuyệt vời của cái dòng đùi gà nhé. Em xin phép bán Đùi Gà Tròn của vùng Cao Bằng với giá chỉ có 160.000 cho 1 kg thôi ạ. Thanh Đạm Sữa ạ, với giá chỉ 60.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Một cái loại lan cực rẻ với những bông hoa chùm trắng sữa. Nói chung là không phải là hoa xấu mà là hiện tại, mà không kém cạnh, giá rất là rẻ nhưng mà không kém cạnh bất kỳ cái loại lan đắt đỏ nào đâu ạ. Với giá em bán xin nhắc lại chỉ có 60.000 trong 1 kg thôi. Và đặc biệt là hôm nay thì em về một cái ít cái lượng hàng, đó là cái hạc đỉnh hồng. Một cái loại lan mà có hoa, à không phải hạc đỉnh hồng, đây là cái dòng lan hạc đỉnh vàng có chú anh chị nhé. Dễ thuần, dễ chăm, là một trong ít những cái mà mặt bông mà hiện tại nhà vườn người ta đang sưu tầm được, đang có rất là ít, mà nên là chưa có cái hàng xuất ra thị trường bởi vì là nó không có nhiều cô chú anh chị ạ. Thì cái dòng lan hạc đỉnh vàng này với cái sắc hoa vàng sáng và cái họng đỏ rất là tươi và rất là đẹp luôn. Với giá em bán ở đây sẽ là 110.000 cho 1 kg nhé. Và tiếp sau bên này đây thì em có những cái phần lan hải ráp ạ. Những cây hải ráp ạ, những cần hoa vươn dài có thể đến lên đến cả 50 cm. Dòng hải ráp với giá một lô như vậy là chỉ có 45.000 thôi cô chú anh chị nhé. 45.000. Nói chung là những cái cây lan hải ráp, là dòng lan hải cũng có những vẻ đẹp riêng và độc đáo. Hiện tại thì cũng có những cái cây lan hải rất là đắt đỏ. Rất là đắt đỏ luôn. Đặc biệt là cái dòng lan hải mốc hồng này, hải mốc hồng thì thực sự là mình phải nói là cực kỳ là nể bên Trung Quốc. Trung Quốc cái hàng không biết làm sao mà người ta trồng cái hài mốc hồng phải nói là vô cùng là tuyệt vời. Cái dòng hài nở hoa thời điểm Tết mà năm nào bên Trung Quốc cũng xuất sang Việt Nam mình rất nhiều luôn, mà trong khi đó Việt Nam mình có rất nhiều cây giống cực rẻ, cực kỳ là rẻ luôn, mà lại phải mua nhập hàng với cả bên nước bạn để mà chơi hoa Tết. Đấy, thì ở đây thì em thấy là những cây lan hài mốc hồng này này thì ở nhà em cũng mình cũng trồng được, nói chung là cũng khá là dễ trồng, dễ chăm, em thấy là như vậy. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái vẻ đẹp của dòng lan hài mốc hồng ạ. Nó rất là đẹp luôn, cây bé nhỏ nhưng mà bông hoa của nó to như là cái chén mắt trâu luôn cô chú anh chị ạ. Phải nói là cực kỳ là đẹp. Em bán một cái lô hài mốc hồng như vậy có lẽ có khi phải rơi tầm trên 50 đến 100 cây một lô, 45.000 cho một lô cô chú anh chị nhé. Hài gấm ạ. Hài gấm, một cái dòng lan mà có những bông hoa mang hình dáng, hoa thường là mang chiếc hài kép, và hiện tại thì còn có một số cây này
vẫn còn đang có nụ, có một số cây thì đã tàn hoa rồi. Nói chung là hài gấm này cũng rất là dễ thuần, dễ chăm. Một phần hài gấm như vậy với giá 45.000. Và tiếp sang bên này đây là cái dòng lan hài Henry cô chú anh chị nhá. Hài Henry cũng có vẻ đẹp, cây lan hài Henry cũng rất là dễ thuần luôn ạ. Đấy ạ, với những chiếc hài mang màu sắc hồng, tím hồng rất là đẹp như thế này mà cực bền hoa nhé cô chú anh chị nhé. Cây bé nhỏ nhưng mà bông hoa cũng rất là lớn. Henry em bán với giá là 150.000 cho 1 kg, em sẽ bán từ 0,2 kg, tức là 30.000 thôi, thoải mái cô chú anh chị sưu tầm những cây lan hài Henry rồi. Sau bên này đây thì em có những cây lan trầm tím. Đây là những cây lan trầm tím hàng rừng cô chú anh chị nhé. Đẹp, một khóm trầm tím như thế này thôi. Đó, một khóm trầm tín như vậy thôi cô chú anh chị nhỉ. Nhìn này, rất là đẹp luôn. Một cái chỗ này thì chắc chỉ vài chục nghìn thôi, 40-50 nghìn thôi cô chú anh chị ạ. Thì cô chú anh chị có thể được những phần trầm rất là đẹp để mà làm giống rồi. Đấy, những cái bông trầm rừng thơm nức mũi ạ. Em bán trầm rừng này với giá sẽ là 480.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. 480.000 cho 1 kg. Đây là một cái khóm trầm này cô chú anh chị này. Cây ngắn, cây dài gì ra hoa rất là sai và rất là đẹp luôn như vậy ạ. Em sẽ bán từ 0,2 kg, tức là chưa đến 100.000. Đảm bảo cô chú anh chị có những cái giò trầm rất là xinh để cô chú anh chị tự ghép rồi. Hoặc là nếu như cô chú anh chị nào mà mình chưa quen ghép dòng trầm ạ, hoặc là mình không có thời gian thì cô chú anh chị mình lấy giúp em những cái chậu trầm này. Bây giờ hiện tại mới đang bắt đầu nở thôi cô chú anh chị nhé. Cũng có còn rất là nhiều những cái thân còn đang nụ như thế này này, và mầm gốc đang lên này. Đây là những cái chậu trầm đã thuần, và cái chậu này là trồng trong cái chậu nhựa phi 16 rất là to luôn. Và về cô chú anh chị không cần phải sang chậu, để lại mầm gốc rất là đẹp này. Về thưởng thức hoa luôn, để trưng trong phòng khách bàn làm việc. Một cái chậu trầm như vậy thơm khắp xóm luôn cô chú anh chị nhá. Đẹp, cái chậu trầm mập nụ và nhiều thân đẹp như thế này ạ. Xin phép em bán với giá là 160.000 cho một cái chậu trầm này cô chú anh chị nhá. Để trong phòng khách mang làm quà tặng, quà biếu thì thực sự là quá là tuyệt vời, ý nghĩa luôn cô chú anh chị ạ. Đẹp, đẹp vô cùng luôn này. Đấy, một cái chậu trầm rất là đẹp như thế này. Có 160.000 cho một giò. Về không cần phải thay chậu, thay giá thể gì, mà để nguyên vậy, thưởng thức hoa xong rồi chăm mầm gốc cho em cô chú anh chị nhé. Và bên này đây, hôm nay em cập bến một cái lô đai châu cực kỳ là xinh đẹp luôn đấy ạ. Những cây đai châu mà có thể cho nụ cho hoa trong Tết tới này rồi, không quá lớn và cũng không quá nhỏ ạ, rất là vừa tầm luôn. Những cây đai châu này thì 1 kg chắc sẽ rơi khoảng tầm 8 cho đến 15 cây. Em có loại 15 cây luôn, 8 cho đến 15 cây cho 1 kg đấy cô chú anh chị. Không quá lớn, không quá nhỏ, đủ cô chú anh chị ghép để Tết tới này được thưởng thức hoa. Cô chú anh chị có thể lấy để một lượng vừa để trồng trụ hay ghép chậu cũng đều rất là tuyệt vời ạ. Đây ạ, cái mùa này đang bắt đầu bắn những cái rễ non tơ mới, cô chú anh chị nhìn lại rất là xinh. Em bán với giá là 250.000 cho 1 kg. Dòng đai châu rừng bắc trụ, đai châu hay còn gọi là nghinh xuân ngọc điểm đây cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây là một cái lô vũ nữ Mitonia, một cái dòng lan vũ nữ phải nói là đẹp mê ly. Mà những cái chậu hôm nay về, cái lô hàng hôm nay về thì chậu quá là to, quá là đẹp luôn. Về cô chú anh chị có thể để nguyên như thế này, làm một cái bụi rất là to luôn. Đấy, hàng đã trồng sẵn trong chậu rồi, cô chú anh chị về sang chậu cho em thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, mình chăm sóc dễ hơn nhé. Hoặc không, cô chú anh chị để nguyên như vậy cũng được ạ. Chưa bao giờ có những cái chậu vũ nữ Mitonia mà lại rất là nhiều thân và nhiều nụ hoa đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Trước đây thì em đã bán mấy lô rồi, nhưng mà phải nói là cái lô này em vô cùng là ưng ý ạ. Cây rất là khỏe cô chú anh chị này, cây rất là khỏe luôn. Và một cái chậu như thế này thì đảm bảo cô chú anh chị là rơi từ ít nhất là từ 3 vòi hoa trở lên này. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em ạ, rất là sum suê, rất là sum suê, rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Hiếm khi nào mà có cái lô vũ nữ Mitonia nó đẹp tuyệt vời như thế này ạ. Và một cái chậu lan vũ nữ Mitonia như vậy em xin phép được bán với giá là 155.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. Cái lô hàng này thì em mua cũng rất là đắt. Ở đây thì em có 3 màu sắc để cô chú anh chị lựa chọn này. Cái mặt bông của nó phải nói là đẹp mà một cách mê mẩn luôn ạ. Cái bông hoa của nó đẹp như tranh vẽ cô chú anh chị nhé. Và lại rất là thơm, những cái bông hoa to, những cái lòng bàn tay. Đây là màu sắc tím hồng này. Cô chú anh chị nhìn vào cái phần họng của nó nhé. Mang hình dáng như là những cái một vũ công hay là một cái con công đang xòe cánh của chú anh chị này. Mà hoàn toàn khi mà nó nở hoa ấy, cái hình ảnh nhụy này này, nhụy vàng này, cô chú anh chị nhìn thấy như là một cái nét vẽ ở trong cái bông hoa cô chú anh chị ạ. Rất là đẹp luôn. Bông hoa thì to bằng lòng bàn tay luôn. Một cái chậu hoa như thế này từ 3 cái vòi hoa trở lên chắc chắn cho cô chú anh chị một cái giò lan rất là rực rỡ luôn ạ. Dễ thuần, dễ chăm vô cùng nhá, cực kỳ là thơm nữa. Với giá em bán
chỉ có 155.000 cho một chậu thôi. Và ở đây em có 3 màu sắc hoa. Màu thứ nhất sẽ là màu tím hồng đấy ạ. Màu thứ hai sẽ là màu đỏ này cô chú anh chị này, màu đỏ ạ. Và màu thứ ba, màu thứ ba đây cô chú anh chị, màu thứ ba sẽ là màu vàng. Có 3 màu sắc như vậy cô chú anh chị nhé. Và chắc chắn một điều rằng sẽ kể cả có những cái lô sau về, chắc chắn là cũng sẽ không có những cái cây lan mà nó, những cái chậu lan mà nó to và nó đẹp như thế này, nhiều thân như thế này. Cái lô hàng về quá là ưng ý, xung xuê luôn cô chú anh chị ạ, quá là đẹp luôn. Trước đây em bán một chậu là 150.000 hay là hơn một chút, 140.000. Nhưng mà nó lèo phèo có vài thân thôi, chứ không có chậu xung xuê như thế này. Và tiếp sang bên này đây là những cây lan hồ điệp ạ. Mỗi một cái chậu lan hồ điệp như vậy rất là khỏe cây và xinh luôn. Mỗi một cây sẽ có hai cái vòi hoa cô chú anh chị nhé. Đây ạ. Mỗi một cây sẽ có hai cái vòi nụ để về cô chú anh chị mình có thể được thưởng thức hoa luôn ạ. Và em bán với giá sẽ là 50.000 cho một chậu thôi ạ. 50.000 cho một cái cây lan hồ điệp mà đang có cái nụ hoa đây ạ. Rất là đẹp luôn. Em có 3 màu sắc là màu vàng kẻ này cô chú anh chị này. Và màu gấu mèo nhá. Màu thứ ba sẽ là màu hồng tiểu mai ạ. Mỗi một màu sắc đều có một cái vẻ đẹp rất là xinh tuyệt vời. Cái độ bền của cái dòng hồ điệp này cô chú anh chị biết rồi, độ bền nó sẽ trên 2 tháng ạ. Đấy, một cây hồ điệp đẹp hai ngồng hoa như vậy có 50.000 thôi, thoải mái cô chú anh chị về chơi thưởng thức hoa trong thời gian rất là dài luôn ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan thuần. Đầu tiên là những cái chậu trầm rồng đỏ ạ. Những cái chậu trầm rồng đỏ cô chú anh chị cùng em ngắm mặt bông. Chắc chắn là nhiều cô chú anh chị đã biết cái mặt hoa của trầm rồng đỏ rồi đúng không ạ? Bởi vì đây là một cái dòng lan mà đã có rất là lâu. Trước đây mỗi một thân vài 300.000 một thân luôn. Vài năm trước đây em bán được bán là cây hơn có cái thân là bán theo thân cô chú anh chị ạ. Mấy trăm nghìn một thân cơ. Đấy, nói chung là cây trầm rồng đỏ này thì cái giá đó cũng rất là xứng đáng. Bởi vì cô chú anh chị nhìn cho em, cái bông hoa của nó rất là to, cái sắc hoa tím đậm đà, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Mà khuôn bông hoa rất là bầu, rất là tròn luôn, to, bầu tròn, đẹp cô chú anh chị ạ. Và đã là trầm thì rất là thơm và đặc biệt là nở hoa thời điểm Tết này cô chú anh chị. Một cái chậu trầm rồng đỏ cực kỳ là VIP, rơi vào ít nhất là 4 thân đẹp tuyệt vời như thế này ạ. Với giá em bán chỉ có 130.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhá. Chắc chắn với một chậu như thế này ạ, đến Tết hay là đầu xuân cô chú anh chị thưởng thức hoa thì không có điều gì tuyệt vời hơn như thế. Còn bên này đây sẽ là những chậu trầm trắng này cô chú anh chị này. Chậu trầm trắng cũng sẽ rơi vào ít nhất là từ 4 thân trở lên ạ. Trầm trắng thì có cái vẻ đẹp riêng của nó. Đấy, có cái vẻ đẹp trắng thanh khiết và mùi cái hương thơm dịu nhẹ mà cũng rất là thơm tuyệt vời. Giá em bán sẽ là trầm trắng là 120.000 cho một giò nhé. Bên này đây sẽ là giả hạc Pháp ạ. Giả hạc Pháp thì cô chú anh chị cũng biết rồi, trước đây một thân giả hạc Pháp, hoa của giả hạc Pháp cũng rất là tím này. Và cái thân dài có khi cô chú anh chị mà nuôi đạt có thể dài đến cả 2 mét luôn. Đấy, những cái chậu giả hạc Pháp rất là đẹp như thế này ạ, rơi vào có khi trên cả chục thân luôn. Trước đây một chậu như thế này có khi phải rơi tầm 800.000. Thì hiện tại một cái giò giả hạc Pháp như thế này nhá, với giá chỉ có 110.000 cho một cái chậu giả hạc Pháp đẹp tuyệt vời như thế này ạ. Cũng là cái dòng hoa nở vào thời điểm Tết cô chú anh chị, rơi vào khoảng tầm 8-9 thân trở lên, tính cả thân ngắn dài nhá. Sang bên này đây cũng là những cái siêu phẩm ạ. Những cái giò đen đô úc mắt đen ạ, ngắm thân lá không cũng đủ mê mẩn cô chú anh chị này. Dòng đen đô úc mắt đen thân to đùng mập như cái ngón tay cái luôn ạ. Và hoa khi mà nở hoa cô chú anh chị nhìn đen rỗ úc mắt đen thì thấy, đã từng ngắm thì biết rồi, bông hoa đậm đà, cánh bầu tròn và cực kỳ là bền hoa luôn này. Một cái chậu đen rỗ úc mắt đen rất là nhiều chậu như thế này, ngắm thân lá không cũng đủ mê đúng không ạ. Đấy, khi mà nở hoa chắc chắn sẽ cho cô chú anh chị những tác phẩm tuyệt vời luôn ạ. Hàng hoàn toàn là ươm ki rất là đẹp như thế này. Em bán là 250.000 cho một giò cô chú anh chị nhé. 250.000 trong cái chậu đen đỗ úc và cô chú anh chị mắt đen, và cô chú anh chị nhìn cho em chậu nào cũng như chậu nào cô chú anh chị mình yên tâm cho em nhé, cực kỳ là VIP, đẹp tuyệt vời luôn. Sang bên này đây thì em có những chậu giả hạc Hawaii ạ. Đấy, giả hạc Hawaii cũng là dòng lan nở vào thời điểm Tết, và cô chú anh chị cũng biết rồi, trước đây một thân Hawaii cũng vài trăm nghìn đúng không ạ. Em bán cả một chậu như vậy rơi vào ít nhất 5-6 thân. Giá của một cái chậu như thế này chỉ có 80.000 thôi cô chú anh chị nhé. Siêu rẻ luôn ạ, siêu rẻ luôn ạ. Sang bên này thì em có những giò phi điệp tím. Đây sẽ là những cái cây phi điệp tím rừng, và mặt hoa này thì được nhà vườn trồng rồi, nhưng mà mặt hoa nó vẫn cứ là mặt hoa xổ số. Hiện tại thì cây đang có nụ này.
chuẩn cái mặt bông phi điệp tím và mầm gốc rất là nhiều luôn cô chú anh chị nhé. Tạm thời thì với cô chú anh chị sẽ được thưởng thức những cái bông hoa xinh đẹp của nó này. Ngoài ra cô chú anh chị có những cái giò lan đẹp để mà chăm sóc cho năm sau. Em bán một cái giò như vậy, giò nào cũng đang nụ nhé cô chú anh chị, chỉ có 70.000 cho một chậu thôi ạ. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng phi điệp tím Hòa Bình ạ. Phi điệp tím Hòa Bình thì cô chú anh chị biết rồi, nổi tiếng với cái hàng có thân lá cực kỳ là đẹp, thân lá dài nuột và rất là đẹp luôn. Đấy thì đây ạ, cô chú anh chị nhìn thấy này, những cái thân rất là dài luôn. Hiện tại thì cây đang bắt đầu chuẩn bị cho nụ nhé cô chú anh chị nhé. Có những cây đã nhú nụ như thế này ạ, có những thân thì đang chuẩn bị là đây, chuẩn bị nứt vỏ lụa cho để cho nụ thôi. Thì em bán một cái chậu phi điệp Hòa Bình như vậy với giá cũng là 70.000 cô chú anh chị nhé. 70.000 cho một cái chậu phi điệp tím Hòa Bình, vừa thưởng thức hoa luôn ạ, vừa có một cái cây giống, nói chung là phi điệp. Trước đây một cái chậu, một cái thân phi điệp tím Hòa Bình thì cực kỳ là đắt đỏ, một cái cây lan mà có vẻ đẹp, thân lá tuyệt vời luôn. Đấy, có 70.000 cho một giò. Tại đây sẽ là những cái chậu năm cánh trắng họng hồng ạ. Những cái chậu phi điệp năm cánh trắng họng hồng vô cùng là khủng này cô chú anh chị. Người ta thường ghép những cái chậu năm cánh trắng họng hồng này này thành một tác phẩm luôn ạ. Bởi vì cái hàng này cũng sẽ nở hoa thời điểm Tết ấy. Em thấy là nhiều người, người ta mua rất là nhiều chậu để người ta ghép lại. Thì với cái giá rất là đắt, thì ở đây những cái chậu phi điệp năm cánh trắng họng hồng này này, một cái chậu như vậy thôi rơi trên chục thân. Không cần phải cô chú anh chị ghép chậu làm gì ạ. Một chậu như thế này thôi cũng cho cô chú anh chị tác phẩm rất là tuyệt vời rồi đúng không ạ. Em bán một chậu như vậy với giá chỉ có 190.000 thôi ạ. 190.000 cho một cái giò năm cánh trắng họng hồng với cái dòng hoa năm cánh trắng và họng hồng đẹp thuần khiết tuyệt vời luôn nhé quý anh chị nhé. Đây rất là xum xuê, rất là đẹp luôn như thế này. Đấy, 100 rất nhiều thân ạ. 190.000 cho một chậu. Sang bên này đây ạ. Thì em có những cái chậu lan cắt này ạ, dòng lan cắt một lá, cắt mini cô chú anh chị nhé. Nói là cắt mini nhưng mà bông hoa của nó cũng rất là to đấy ạ. Mầm gốc lên này cô chú anh chị này, mầm lên rất là khỏe luôn. Một cái chậu lan cắt như vậy em bán với giá chỉ có 90.000 thôi. Dòng này thì cho mình hoa quanh năm. Dạ, sang bên này đây sẽ là những cái chậu địa lan quân tử cô chú anh chị nhé. Những cái chậu địa lan quân tử rất nhiều cặp lá luôn như thế này cô chú anh chị nhìn cho em này, rất là đẹp ạ. Và với giá chỉ có 70.000 cho một giò. Một chậu địa lan quân tử như thế này chỉ có giá 70.000 thôi ạ. Ngoài mang cái vẻ đẹp là tạo cái không gian trong cái căn phòng, người ta sẽ trồng trong phòng khách, phòng ngủ hay bàn làm việc nhé. Ngoài cái tạo cái vẻ đẹp là cái tạo cái không gian xanh, thì cái cây lan quân tử này nó còn mang tính phong thủy rất là tuyệt vời luôn. Và đặc biệt là nó cũng mang một cái tác dụng rất là thực tế, đó là nó sẽ giúp mình loại bỏ những cái chất khí độc hại trong không khí này, loại bỏ ngay cả những cái tia sóng từ điện thoại hay từ tivi cô chú anh chị nhé. Nên là tạo ra một cái không gian rất là trong lành, rất là trong lành luôn. Nên là em nghĩ rằng những cây lan quân tử này là một cái cây lan mà thực sự rất là tuyệt vời khi mà cô chú anh chị trồng trong phòng khách, trồng trong cái không gian của nhà mình đấy ạ. Và giá của nó thì đây, vừa đẹp như vậy, vừa cho hoa đẹp, vừa thân lá đẹp, năng tác dụng tuyệt vời, chỉ có 70.000. Và sang bên này đây thì em có những cái cây lan này, là những cái cây lan hoàng tử áo trắng của chú anh chị nhé. Thân lá đẹp mỡ màng luôn, với những cần hoa vươn cao và rất là to, em bán là 130.000 cho một chậu. Tiếp sang bên này đây ạ, thì em có những cái cây lan đai châu Thái của chú anh chị nhé. Những cái cây đai châu Thái này nhiều cặp lá và năm ngoái thì đã có những cái bông hoa rất là đẹp luôn rồi. Thì giá lẻ thì thực sự như là bằng cái rẻ hơn cả giá sỉ luôn ạ. 80.000 cho một chậu đai châu Thái này thôi nhé cô chú anh chị nhé. Cây đẹp mà cái giá thì như là tặng cho luôn. Đó, có 80.000 cho một giò. Sang bên này đây thì em có những cái cây lan nào. Bên này sẽ là năm cánh trắng hiển oanh cô chú anh chị nhé. Năm cánh trắng hiển oanh dài từ 70cm cho đến 1m. Và hàng này là hàng chuẩn mặt bông cây giống ươm ki cô chú anh chị nhé, chứ không phải là bán rẻ như vậy. Thì bán rẻ thì là không phải hàng chuẩn hoa đâu nhé, thân nú luôn. Đó, hiện tại đang bắt đầu lên mầm gốc và chuẩn bị xuống lá cho hoa. Thì năm cánh trắng hiển oanh này em xin phép được bán một chậu như vậy là 150.000 cho một chậu hiển oanh nhé cô chú anh chị nhé. Trước đây 1 sen vài triệu đồng, hiện tại thì một chậu như thế này có 150.000. Cũng là dòng năm cánh trắng cô chú anh chị ạ. Mặc dù cái dòng lan va hiện tại không còn có giá trị trên thị trường như trước đây ạ, nhưng mà chắc chắn cô chú anh chị vẫn thấy rằng là dòng năm cánh trắng, dòng lan va vẫn có cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời ạ.
Thì ở đây em có những chậu lan 5 cánh trắng Phú Thọ hiện tại là đang nụ đang hoa. Giá của ngày hôm nay thì cực kỳ là rẻ cô chú anh chị nhá. Ở đây thì em có cái chậu này em gọi là chậu số dạ, em bắt đầu từ cái hình 30 hình số 27 đi nhá cô chú anh chị nhá. Hình 27 ạ, một cái chậu 5 cánh trắng Phú Thọ này. Hàng chuẩn mặt bông cây giống nhá. Đây ạ, em đang có những cây chậu đang có nụ luôn, bảo hành mặt bông cây giống luôn cho cô chú anh chị này. Vừa mầm vừa ki vừa có cái nụ trên thân này, còn có một nụ duy nhất thôi cái chậu này ấy. Em bán cái giò này với giá là 120.000. Không biết là cái cây này thấy sưng sưng ở đây, không biết là có ra nụ hay không hay là ra cái gì đây. Sang chậu tiếp theo sẽ là cái chậu số 28 ạ. Chậu này thì cũng toàn là ki trên thân này. Chậu này thì toàn ki trên thân thôi cô chú anh chị ạ. Để cô chú anh chị làm giống này, mầm gốc này. Đây ạ, mầm gốc đây. Cái chậu này em bán với giá là 80.000 đi cô chú anh chị nhé. 80.000, hàng chuẩn mặt đông cây giống nhé. Sang hình tiếp theo sẽ là hình 29 ạ. Cái chậu này là chậu có đến 3 thân luôn này cô chú anh chị. 3 thân luôn. Và cũng có những cái cây nó đang có nụ ở đây về cô chú anh chị. Đây ạ, đây là cái nụ nhé cô chú anh chị nhé. Vừa ki vừa nụ luôn. 3 thân cái chậu này xin phép em bán với giá là 130.000 cho chậu này, 130.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 30 ạ. Một cái chậu Phú Thọ 30 này cũng đang có nụ đây này, nói chung là ít nụ. Đấy, chủ yếu là mình về làm giống thôi và biết cái mặt hoa Phú Thọ nó như nào thôi này. Cái giò này em bán với giá là 120.000 nhé cô chú anh chị. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 31 ạ. 31 cũng là một cái chậu Phú Thọ này, cái nụ này khá là lớn rồi đấy ạ. Về chuẩn bị thưởng thức hoa luôn nhé, xanh lên lét luôn cô chú anh chị. Cái chậu này thì mầm rất là đẹp luôn mà cũng ít nụ, chủ yếu là làm giống và có cái mặt hoa để ngắm. Cái chậu này em cũng bán với giá là 120.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái chậu số 32 ạ. Chậu số 32 này cũng có đang có khá là nhiều nụ ở đây này. Đấy ạ, cả hai thân thì đều đang có nụ nhé cô chú anh chị nhé. Cả mầm cả ki rất là đẹp. Em cũng bán với giá chỉ có 120.000 thôi. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 33. 33 đấy. Nếu như không có nụ thì bảo là không có nụ vì không chuẩn hoa bảo rẻ quá. Mà đây là hẳn nụ trên thân luôn cô chú anh chị nhé. Cái chậu này em xin phép được bán. Này có khá là nhiều nụ nhưng có một số nụ nó bị hỏng này. Còn có những nụ nó lành cô chú anh chị ạ, mầm gốc đây. Đấy, cái giò này em xin phép được bán với giá là 100.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 34. Cái chậu 5 cánh trắng Phú Thọ hình 34 đây ạ. Cái chậu này cũng đang có cây nụ khá là lớn ở đây này. Đó, có cả ki cả mầm gốc. Cái chậu này em bán với giá là 120.000 cô chú anh chị nhé. Là chậu 34 ạ. Và chậu số 35 ạ. Phú Thọ 35 đây. Nụ đang có nụ này. Mầm gốc, ki này. Cái chậu này em xin phép được bán với giá là 120.000 cho chậu số 35 này. Và tiếp sang bên này đây, rất nhiều những cái cây lan đẹp ạ. Đặc biệt là những cái phần dáng hương đuôi cáo đang nụ hoa xanh biếc tuyệt vời luôn ạ. Biết là cái chậu này là xếp rất là đẹp luôn, những cây lan đẹp nhá. Nụ tuyệt vời, em đang chia ra theo từng hình ở đây rồi. Cô chú anh chị có thể sưu tầm sở hữu cho mình những giò lan ưng ý và đẹp này. Đầu tiên em còn có hai phần hoàng thảo môi tua, mỗi một phần đây, phần 1 40.000, phần số 2 cũng 40.000 cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là những cây lan hoàng nhạn tháng 4 cô chú anh chị ạ. Những cây lan nhạn rừng nhá cô chú anh chị nhá. Những cây nhạn rừng mà nhà vườn người ta đã trồng chăm sóc rất là lâu rồi ạ. Để được những cây nhạn rất là đẹp như thế này cô chú anh chị này. Hình này em gọi là cái hình số 1 ạ. Rất nhiều cặp lá ở đây này. Đó, nhiều cặp lá và không bỏ lá chân. Cô chú anh chị mà lấy những cây nhạn ở rừng về ạ, thì chắc chắn là nó sẽ lỗi rất là nhiều. Mà hiện tại là không có hàng bán luôn. Nhạn tháng 4, nhạn rừng là không có hàng bán luôn. Cái hình này em gọi là hình số 1 ạ. Cây nhạn này em xin phép được bán với giá sẽ là 80.000 nhá. Cho hình số 1 ạ, 80.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 2 này. Cây nhạn số 2 cũng với giá là 80.000. Một cặp đôi nhạn như thế này cô chú anh chị làm được cái chậu nhạn rất là vip rồi. Chậu tiếp, hình tiếp theo là hình số 3. Hình số 3 này. Cây này lá tròn vo cực đẹp luôn ạ. Lá tròn ngắn rất là đẹp luôn. Cái cây này em xin phép được bán với giá 90.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 4 này. Cây nhạn số 4 cũng vậy. Cái bản lá to lắm luôn đấy cô chú anh chị. Bản lá này phải to tầm 3-4 sen gì đó rồi. Rất là to luôn. Cây này em bán là 90.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 5. Cây nhạn số 5 này thì rất nhiều cặp lá. Cực nhiều cặp lá luôn cô chú anh chị nhá. Cây nhạn số 5 này em cũng bán với giá là 90.000 ạ. Và nhạn số 6 này. Cây này cũng lá rất là to và cực đẹp luôn.
Cây nhạn số 6 này em xin phép được bán cũng với giá là 90.000. Và cây số 7 này. Cây số 7 lá to lắm luôn đấy cô chú anh chị. Cây số 7 với giá là 85.000. Và cây số 8 cũng rất nhiều cặp lá luôn cô chú anh chị. Đó, về trồng tạo tác phẩm luôn ạ. Cây này em xin phép được bán với giá là 90.000. Và cây số 9 80.000, lá cũng rất là to. Bị xước nhẹ đây. Và cây tiếp theo sẽ là cây số 10. Cây số 10 này thì bị hơi dập lá một chút xíu đây. Em xin phép được bán cây này với giá là 80.000. Sau bên này đây sẽ là những hình quế lan hương nhé cô chú anh chị. Còn gọi là quế trắng tháng 8 đấy ạ. Một ngọn quế nhỏ xinh thôi cũng cho cô chú anh chị một cái giò lan dáng hương quế, một cái giò quế trắng rất là đẹp như thế này để thưởng thức rồi mà cũng đủ cái mùi hương thơm tuyệt vời luôn rồi đấy ạ. Đấy thì ở đây em có những hình quế tháng 8 ở đây, chuẩn mặt bông cây giống đẹp thơm cho cô chú anh chị thưởng thức hoa tháng 8 cô chú anh chị nhé. Chuẩn bị đến mùa nụ mùa hoa rồi đấy ạ. Cả ba ngọn quế như vậy ạ, ghép làm một giò đẹp luôn với giá chỉ có 150.000 thôi, là cái hình số 11 nhá. Hình số 12 cũng là ba ngọn khá là lớn này. Ba ngọn quế khá là lớn ở đây ạ. Và em nói trước cô chú anh chị nhá. Mùa nắng nóng này cây quế sẽ vàng một hai lá chân. Đó. Như thế này là chuyện bình thường cô chú anh chị nhá. Cái hình quế số 2 này em xin phép được bán là 180.000 ạ. Và hình quế số 3 à, hình quế không phải hình quế số 10, đây là hình số 12 chứ. Hình số 12 180.000. Và hình số 13 này, một cái lô quế lá xếp đẹp luôn. Cái lô quế này có 5 cây ạ, với giá em bán ở đây là 220.000. 220.000 về làm một trụ quế luôn nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 14 ạ. Hình số 14 như một ngọn quế dài và cực đẹp luôn này. Ngọn này rất là giá trị luôn. Và thêm một cái ngọn quế mẹ con ở đây nữa. Mà tiếc là cái ngay cây mẹ này gãy ngọn. Cái hình này em xin phép được bán với giá là 190.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 15. Cả một cái lô quế như thế này ạ. Cả một lô quế như vậy hình số 15 với giá chỉ có 160.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 16 ạ. Một cái rễ quế mẹ con ạ. Lá xếp đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Và hình quế này em xin phép được bán nó với giá là hai ngọn quế mẹ con ạ. Hình này em bán với giá là 220.000. Cây quế xếp rất là đẹp. Hình tiếp theo sẽ là cái hình số 17 ạ. Một cặp đôi gồm hai ngọn quế lá xếp ở đây. Em bán với giá chỉ có 180 nhé. Sang bên này sẽ là những cái chậu dáng hương đuôi cáo. Một cái loại lan đẹp, gọi là đẹp nhất của vùng rừng Cao Bằng đấy ạ. Mà được gần như là được mọi người rất là yêu mến. Cái chậu dáng hương đuôi cáo, bốn ngọn lá xếp và đang hai vòi nụ tím ngắt ở đây. Xin phép em bán với giá là 240.000 cho chậu dáng hương đuôi cáo này nhé. Hình tiếp theo sẽ là cái hình số 19 ạ. Chậu cáo số 19 cũng là một chậu cáo có 4 cây ạ. 4 cây ở đây. Đang có một cái nụ hoa rất là khỏe, em bán với giá là 210.000. Sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 20 ạ. Hình 20 ở đây cũng là 4 ngọn cáo và đang có 3 cái vòi hoa. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 230.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 21 nhé. Hình số 21 là một cái chậu cáo cũng có 4 cây ạ. Trong đó có những cái vòi hoa. Đấy, có vòi hoa xanh biếc luôn cô chú anh chị này. Cái chậu dáng hương đuôi cáo này em cũng bán với giá là 230.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 22 ạ. Một cái chậu cáo rất là đẹp luôn. Cái chậu cáo này có đến 2 này, 3 này, 5 cái cẩn hoa của chú anh chị nhá. 5 vòi hoa luôn ạ. Có 2, 4, 6 cây cáo và 5 vòi hoa. Xin phép em bán cái chậu cáo này với giá là 260.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 23. Một cái chậu mà 3 cây cáo xếp thẳng tắp, bản lá ngắn xếp đẹp như vậy. Dạ, lá ngắn cực kỳ là đẹp luôn. Cái chậu cáo này cô chú anh chị nào mà chăm mát tay thì có thể cho tác phẩm tuyệt vời ạ. Cái giò dáng hương đuôi cáo này em xin phép được bán nó với giá là 3 cần hoa, 3 cây cáo, 3 vòi hoa. Đó, không biết là cùng một rề hay không mà cái nụ hoa xanh đẹp như nhau như thế này cô chú anh chị ạ. Giá em xin phép được bán là 250.000 cho chậu cáo này nhá cô chú anh chị nhá. Chậu cáo này cô chú anh chị nào mà mát tay thì phải nói là quá là tuyệt vời để cô chú anh chị chăm sóc. Đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Hình tiếp theo sẽ là cái hình số 24, một cái phần cáo rời này cô chú anh chị này. Phần cáo rời hình số 24 này. Cái hình này có 2, 4, 6 cây. 2, 4, 6 cây cáo, 120.000 ạ.
Và hình tiếp theo sẽ là hình số 25, một phần cáo này. Nó có đến em bán với giá là 100.000 đi, 2 này, 2 này, 4 này, 5, 6, 7 cây cáo 100.000 cho hình này. Sau hình tiếp theo sẽ là hình 26 ạ, một cái chậu trầm tím này. Đây là cái chậu trầm tím của nhà em trồng, sau một dạo không có được chăm sóc thì cái thân trầm nó bò hết ra ngoài như thế này. Đấy, bò hết ra ngoài chậu và hiện tại đang có nụ tím ngắt luôn cô chú anh chị. Đã. Cái giò này em bán với giá là 160.000 cô chú anh chị nhé. Về chơi hoa xong để nguyên vậy, hoặc là tùy cô chú anh chị, hoặc là cắt ra chậu mới đấy. Đấy, đang lên mầm này. Và sang bên này đây thì em có những cái chậu nhạn thuần. Đấy, chậu nhạn thuần này này cô chú anh chị, khá là nhiều cây. Khá là nhiều cây cô chú anh chị nhá, là chậu 36 ạ. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 320.000. Cô chú anh chị muốn lấy những cái cây VIP ở bên kia 70.000, 80.000, 38, 24 48, 32, 4 cây là một cái chậu đỉnh luôn. Thì hơn 300.000 một chút xíu. Cái chậu tiếp theo này sẽ là chậu số 37, 340.000 cho chậu này cô chú anh chị nhá. 340.000 cho chậu này và cây đang nụ này. Cây nhạn rừng này đang nụ nhá, có những cây nó đang nụ. Ở cây này em chưa thấy có nụ. Hình tiếp theo sẽ là hình 38, là cây đai châu rừng. Đai châu rừng ấy thì em có bán hàng cân bên kia 250.000, thoải mái cô chú anh chị chọn luôn ạ. Hoặc cô chú anh chị mình chọn theo phần này cho em này. Như cái hình này là hình 38. Hình 38 này có 4 cây châu như vậy thôi, có 130.000 cô chú anh chị ạ. Tiếp theo sẽ là hình 39, cả một cái lô châu không biết là bao nhiêu cây đây. 2 này, 3, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9 cây. 9 cây châu với giá chỉ có 110.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 40, 130.000 cho 3 cây châu rất là VIP này, to này, cô chú anh chị. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 41, 130.000 cho 6, 5 cây châu này. Đấy, cô chú anh chị nhìn thấy cái bộ rễ của nó. Hoặc cô chú anh chị mua hàng cân cho em, 250.000, thoải mái. 1 cân, 2 cân, ghép trụ, thoải mái luôn, xanh vườn luôn, cô chú anh chị ạ, 500.000, 2 cân. Hình 42 với giá 120.000 cho hình này có 5 cây. Và hình 43, 130.000 cho cái hình này có cũng là 5 cây đây cô chú anh chị. Đấy, quá là rẻ luôn. Và bên này đây thì em có mật ong rừng, mật ong khoái, hàng chuẩn dịn, xịn rừng cô chú anh chị nhá. Vàng ươm và đặc sánh luôn ạ, thơm nức mũi luôn. Em bán 1kg mật ong nguyên tổ này ạ. Qua cái đợt này đi chắc là sẽ không có cái mật ong này nữa đâu ạ. Nó hết mùa luôn đấy cô chú anh chị. Mà qua đi là mùa mưa nhiều ạ, thì mật ong chất lượng nó sẽ không còn được tốt như bây giờ nữa cô chú anh chị nhá. Em bán 1kg với giá là 230.000 cho 1kg về cô chú anh chị. Nguyên tổ như vậy về cô chú anh chị tự vắt nhá. Bên này đây thì em có miến rong phe đén này cô chú anh chị này. Cái lô miến rong phe đén này ạ, bóng mượt. Cái mùi đen của cái bởi vì là không dùng chất tẩy rửa, một cái lô miến rong cực kỳ là ngon nhá. Đảm bảo cô chú anh chị ăn một lần sẽ cảm thấy cái sự khác biệt tuyệt vời luôn. Em bán 1kg như vậy với giá là 100.000 1kg nhé. Và miến rong phe đén là một túi 1kg. Bên này thì em có rất là nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size luôn, 1 2 3 4 vỏ thông vụn đồng giá 2.000 trong kg, rêu rừng 50.000 trong kg ạ. Và bên này sẽ là các cái chế phẩm dành cho hoa lan này. Atonic 12.000 cho một gói, duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 cho một cặp nhé. Dưỡng chất AB, một cái loại siêu kích mầm luôn, thần thánh luôn, 85.000 cho một lọ. Bên này thì em có B1 Thái 40.000, B12 giải độc cho cây 30.000 cho một lọ, sốt vật 2 hóc môn tăng trưởng 50.000 cho một lọ, liền da mỹ tiến với giá là 40.000 cho một lọ. Và liền da sẹo đen sẽ là 50.000 cho một lọ, siêu da dễ N3M với giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón giá đồng giá 35.000, cáp tan đặc trị thối nhũn với giá là 40.000 cho một lọ. Kinkinbon cũng là đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói nhé. Chicho để ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một túi. Và bên này là dây bùng lan chiều dài 100m, rau cắt kèm theo tiện dụng vô cùng 35.000 cho một cuộn. Bên này là em có cái chân gón trùng quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 cho một túi 1kg. Và đặc biệt là em vẫn có sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh. Đây hôm nay thì nhà em quên mất không nhớ mang ra. Sản phẩm được làm từ phân dịch chuối, phân trong và đỗ tương. Đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Cô chú anh chị nào đã từng sử dụng chắc chắn đều thấy được cái sự hoàn hảo của nó. Đó là ngoài cái kích mầm, kích ngoài cái việc là cung cấp giá trị dinh dưỡng tối ưu thì nó còn hạn chế nấm bệnh tuyệt vời mà cực kỳ là lành luôn ấy. Rất là lành tính, thoải mái cô chú anh chị bón hay là trộn mà không sợ đen đầu rễ luôn. Bên này em vẫn có cái sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, em bán với giá là 40.000 cho một lọ nhé. Dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt, hoàn toàn chiết xuất từ những cái bông hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng nhé. Dạ, em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em dừng clip ở đây ạ.